Rồi chưa, yêu ai ạ? Quen ai chưa? Hả? Dạo này quen ai chưa? Tối nào ngủ mình đây. Chưa quen ai ạ? Đang định yêu cái con bé sinh năm 2001. Đang định yêu sinh năm 2001, cao 1m7, trắng xinh lắm. Ở đâu, quê ở đâu anh? Quê ở Tuyên Quang. Gái Tuyên Quang ấy sinh rồi. Sinh năm 2001, gái chưa chồng nhá. Đấy, cao ráo trắng xinh. Em nó có thích anh không? Đấy. Em nó đã thích chưa? Thì nó đang tán anh mà nhưng mà chưa Thế đổ. Cái gì mày nói gì đó Hiếu, anh bảo này, mày bình luận tử tế thì anh để mày ở đây nhá. Thì anh nói mày giờ rét mướt thế này anh cho mày ra đảo nó khổ chứ, được chưa, được chưa? Bình luận đến đầu chả có cuối thì không, đọc cái bình luận mà chối tỉ. Mày buồn mày hổ báo cáo chôn đi vào đây. Lãi cao ấy, thì thường thường như này này, bóng bánh này, lô đề này, cờ bạc này, đúng không? Tức là người ta không còn cửa nào để người ta vay nữa, thì đấy gọi là chấp nhận vay nặng lãi. Mà đã chấp nhận vay nặng lãi rồi ấy, là năm được năm thua. Một là anh đòi được, hai là anh không đòi được. Bởi vì tất cả những người người ta đã chấp nhận vay lãi với một cái lãi rất cao, lãi rất nặng ấy, là nó kiểu không còn gì để mất nữa. Đây là nói thật sự với cả nhà. Nói thật Đấy. anh, nhiều người muốn vay cũng hay vay không được, chứ phải ai cũng cho vay. Đúng không Nhiều cả nhà? khi Đúng không? Tức là anh không thể vay được ngân hàng nữa rồi. Anh không thể vay được người ngoài, anh hết cửa rồi. khả năng Đúng uy tín không có nữa thì mình chấp không? nhận, nhưng mà phải là đến được phải ai vay cũng được, mình nói cái chuyện là phải là thích vay là vay. Đó. Nó là 50-50 cả nhà yêu ạ. Tức là 50-50. Chưa biết là người cho vay thắng hay là người vay nó bùng mất, đúng không? Cái làm cái gì nó cũng rủi ro mà cả nhà. Đấy. Ví Thế dụ cho nên là mình cũng không nên trách ai cả. Làm cái nghề nào thì nó cũng vậy thôi. Mỗi người mỗi nghề. Đấy. Ví dụ như là làm cho vay bốc họ hay cho vay tiền thế thôi. Người ta còn phải cửa hàng, cửa hiệu, người ta còn phải nuôi các em, cácún, nó có nói chung là còn nhiều vấn đề lắm. Tạp lắm. nói thật như đinh bạc, cái nhiều thằng đinh bạc nó muốn nhai tươi nốt sống dở nhà người ta về làm chuồng lợn của mình, hiểu không? Thì như vào cuộc chơi nó không nuốt mình thì mình nuốt nó. Phạm Thanh Tú này. Vẫn đang cho bốc họ, vẫn đang cho bốc họ tại Long An, đang cho vay 30.000. Sao là như nào? 30.000 một ngày 1 triệu là như nào? Anh không hiểu. 30.000. 30.000 1 triệu một ngày á? Ủa rồi. Tức là 1 triệu một ngày mất 30.000 á? 1 triệu một ngày mất 30.000 á? Ủa rồi, thế thì nặng quá. Nếu thế thì nặng quá. Thế thì nặng quá. Thế thì nặng quá, nặng quá. Nặng quá, thế thì nặng quá. Nếu như mà thế này ấy, thì nó dễ thở. Nếu như mà 1 triệu ấy, một ngày mà mất khoảng 3.000 thôi. Tức là 1 triệu ấy, 1 triệu một ngày mất 3.000 đã là nặng rồi nhá. Còn nếu không thì 5.000. Đấy, nói chung là tầm 5.000. Tầm 5.000 đã là cao rồi. Còn lên đến 10.000 thì nó là thuộc dạng kiểu ấy. Quá cần rồi. Tức là đã leo lên đến cái mức 10.000 một ngày, 1 triệu một ngày, tức là đấy là một cái mức gọi là mức 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 quá cần rồi đấy. Chứ còn nếu mà để lên đến 30 triệu một ngày thì nói thật sự mẹ mày, sớm muộn thì phải tìm cái cầu nào cao nhất để mà đứng thôi. Mẹ chân trong chân ngoài thôi. Chỗ em làm giá 5K đều nhau hết, đúng rồi. Tầm tiền ý thôi. Tầm ý thôi, tầm ý thôi. Một ngày 15 20.000 là nó nhiều lắm anh, nhưng mà cao quá. Khoan em Minh ạ. 30.000 một ngày
Một triệu mà một ngày mất 3.000 thì nó hơi cao. Anh phải nói thật sự. Cao quá. Cao quá. Để làm như thế thì đi làm được bao nhiêu thì nộp hết vào tiền lãi. 30k ngày thì tỷ lệ mất là 99%. Tức là nó cao quá Thủy ạ. Người ta vay nên có để người ta còn làm còn có trả cho vay để mà chạy luôn và nhảy cầu thì Cao quá, cao quá. Thế còn xã hội nha, bây giờ mình lấy một cái mặt bằng chung thôi. Tức là mình lấy một cái mặt bằng chung từ Bắc cho đến miền Trung cho đến miền Nam ấy, mình lấy một cái mặt bằng chung. Tức là 5.000 quay đầu cả nhà yêu ạ thì nó dễ thở. Dễ thở cho cả người cho vay và cả người vay. 3.000 và 5.000 thì nó là một cái mặt bằng chung. Đấy, thì nó còn hợp lý. Chứ còn nếu như mà là vọt lên đến tầm 20.000 với lại 30.000 một ngày 1 triệu nó thật sự có vẻ nhà hơi căng. Căng đấy, không đơn giản đâu. 10 triệu là một ngày mất 300. Ôi dồi ôi. Sợ. Đại ca Hiếu cho vay mấy nghìn. Ngày xưa anh làm là 3.000 một ngày 1 triệu. mà vay vài trăm triệu, vài tỷ chứ không vay nhỏ. Ngày xưa anh làm là 3.000 một ngày 1 triệu mà cuối tháng, tức là nó là lãi nằm. Nó là lãi nằm, không bao giờ đòi gốc. Tức là cứ giả lãi thôi, gốc anh không bao giờ anh đòi. Bao giờ chán cảm thấy là không muốn giữ gốc thì trả, chứ không bao giờ anh đòi gốc. Không bao giờ đòi gốc. Ok Thủy. Ngày xưa anh làm là 3.000 một ngày 1 triệu. Bởi vì trong cái 3.000 ấy thì mọi người phải thông cảm như này, nó còn có rủi ro. Nó còn có rủi ro, ví dụ như là có những trường hợp không may nó bị tai nạn này, bị cảm này, rồi thì nó không có khả năng trả này, nó đi sang nước ngoài này, tức là mình phải tính cái tỷ lệ rủi ro nữa đấy, rồi thì mình lại còn phải các em nó lại ăn uống rồi quần áo rồi nó đủ các thứ, hiểu chưa đấy, tính ra thì cũng chả được là bao. Ok mình Huỳnh Anh 82. Mệt lắm cả nhà yêu ạ. Thôi thì mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi nghề thôi. Làm gì có rủi ro, đi phụ xây phụ hồ. Đấy, ngồi bán trà đá có rủi ro mà. Cả nhà nhỉ? Thôi cứ hoan hỉ thôi. Em nhâm nga mà ok em. Bây giờ anh cho vay mấy nghìn, anh đổi nghề rồi, bây giờ anh chuyển sang anh bán mỹ phẩm với thời trang rồi, đổi nghề rồi, anh hạ cánh rồi, máy bay hết xăng anh hạ cánh rồi Tuấn Trần ạ. Bây giờ túc tắc. Đấy, kiếm nhiều thì tiêu nhiều, kiếm ít tiêu ít, mà không kiếm được thì ở nhà nên live stream nói chuyện với mọi người cho nó vui, ở an toàn, đúng rồi, cảm ơn Khoa nhé, đúng rồi. Đúng rồi, bán trà đá vỉa hè thấy phường mà không chạy thì mất luôn mấy cái ghế, đúng rồi, cũng có rủi ro đấy, đúng rồi, đúng rồi. Ốc là đá 2.000, 5.000 mà nó còn nợ cho vài trăm, còn nó còn đi luôn, nó nhìn gì không rủi ro. Đúng rồi, bộ bộ nói chuẩn luôn, không đúng thế thật. Làm gì có rủi ro cả nhà yêu ạ. Thôi thì mình cứ hoan hỉ thôi, mỗi người mỗi một công việc mà. Đấy. Có người ấy không mua ô tô ấy, thì còn vợ còn chồng còn gia đình, đến lúc có tí tiền đấy, được tí đất bồi thường đấy, mua ô tô đấy, xong cái đi đường ấy quệt phát mất sạch hết xanh, mất cả xe lẫn người đấy, mất không còn cái gì nữa. Thế cho nên là thôi, con người ta thì không 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 nên nói trước điều gì cả. Cái gì cũng có một cái rủi ro và cái thuận lợi. Thường thường là mấy giờ em ngủ? Em ngủ muộn anh. Chị có giờ có làm thiết kế nội thất nữa không anh? Cũng thi thoảng thôi. À, là có công trình mình mới làm à?
Thi thoảng thôi, đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là anh với chị chia tay rồi, chị lấy chồng rồi. Đúng rồi, thầy anh cũng thi thoảng hay qua chị chơi đúng không? Thầy đăng video đấy. Hai hai vợ chồng nhà chị chơi với anh mà, chơi thân mà. Từ cái ngày khi Hiếu quen chị là hả, khi tên Ninh Minh thì sao, quen cũng lâu rồi nhỉ, mấy năm. 5 năm, 6 năm rồi. Thì Đến đó, giờ thời anh ra quen chị là trước đó là 6 năm, là thành 7 năm. ok Nguyễn Bộ. Nhưng mà em không già đi chút nào, Dạ cho em. không già đi một tí thì tí nào luôn. Ngày xưa ấy, ngày xưa em trẻ, ngày xưa em xinh, ngày xưa xinh gái, cách đây 7 năm về trước ấy, là thuộc dạng kiểu hot con nhà bà Gơn đấy. Thời đấy là chưa có con nhỉ. Đó, em hay thời hay đến nhà anh Dũng. Đấy là chưa có con. Quen em mới con em mới được 4 tuổi là sao nè. Cháu trai cháu gái Đây anh ạ. à? Cháu trai à? Thế thôi, thế là ngon rồi, thế là quá là tuyệt vời rồi. Bán ở nhà hay là mình có shop? Anh có chỗ bán riêng bởi vì hàng nhà mình là toàn hàng xách tay, hàng xách tay, đâm ra là cái chỗ bán nhà mình là nó phải độ an toàn cao. Có nhà có nợ có phân phối đúng không, mình có phân phối cho đúng Không hay là tự ăn luôn? không bán buôn, không bán lẻ mà chỉ đủ bán cho lượng khách, tức là khách hàng mua hàng nhà mình là mình chỉ đủ để phục vụ khách thôi. Nước khoa bữa em vẫn thấy anh quay nước khoa mà đúng không? Đây người hỏi mua buôn nhưng có đâu mà bán buôn. Đáng thích tay uy tín ít mà chất lượng. Hãy chào Ngọc Thúy Hà đấy, nó phải bình luận, nó phải đầy đủ câu từ ý nghĩa, nó phải có dấu chấm dấu phẩy nhỉ. Đấy, nó phải đẳng cấp thế chứ. Vậy này, có những cái bình luận mà tiêu cực mình cần đừng cần đọc. Mình nói chuyện với những cái người có học cho vô học, mình nói thành mình nghỉ để thua nó. Còn khổ báo cáo chồn thì làm gì, kệ đó. Tiêu cực thì chặn anh hiểu không? Vì những cái người đó mình để những cái người bạn bè mình vào cái room mình để thấy những cái tích cực, còn những cái tiêu cực là bóc lách hết. Bởi vì là như thế này, khi mình phát livestream này ấy, là nó lan tỏa, nó lan tỏa lung tung đấy, thế đâm ra là Người mà cũng có bố có mẹ đẻ ra nhưng mà sao có ăn có học mà nói chuyện. cái độ lan tỏa nó linh tinh, thế cho nên là nhiều kiểu có những cái thành phần kiểu nó bị thần kinh, đầu nó có vấn đề, nó vào đây nó bình luận kiểu như gọi là Còn ôi có học trời thì ơi. người ta có động chạm với bọn mày đâu mà bọn mày phải vào ăn nói thô tục. Bọn mày thấy cái trong bọn mày anh em tao nói chuyện không vui thì bọn mày đừng có vào thế thôi. Con mày đừng có để cho người ta chửi cho, hiểu không? Con mày buồn mày hổ báo cáo chôn đi vào đây. Con mày thấy bây giờ ở cái room vui vẻ chả ai cả, cái sân chơi là vui vẻ thì vào nói chuyện. Còn vào đây nói chuyện bậy bạ người ta có nói gì mình đâu mà xúc phạm gì đâu. Tự nhiên đây vào đây bình luận này, tự nhiên kiểu bình luận tự nhiên này hạ thấp mình đi. Mấy cái thằng này chặn đi anh ạ, cho nó lượn đi, để những cái người bạn bè mình vào đọc những cái tiêu cực. Bây giờ anh bảo này, cái bình luận mà đuôi 404 anh nhốt nó vào cuối nhá. Nhá. Đấy, anh cho nó vào cuối rồi. Một phát vào cuối ngay. Bướng thế nào được, đúng không? Đấy, cho ngay vào cuối. Đấy. Tại vì là Đừng cái chặn sân chúng chơi luôn. là vì cho thoải mái, người ta vào đây người ta cũng không rảnh để mà nghe mình nói chuyện bố láo. Ô, cho mình nói chuyện vậy anh em.
Anh em trước lạ sau quen, vào đây gặp nhau chào hỏi thì thôi, có thể mình cũng không bao giờ hợp, họ họ cũng vậy. Đó là cái gì nhưng cho nhau sự vui vẻ. Chú nhốt nó vào cúi rồi bố ạ. Chú nhốt nó vào cúi rồi, một phát cho vào cúi luôn nhỉ. Vừa thừa quả cúi rộng mênh mông khóa mới. Cho nó một mình một cúi. Say không anh Hiếu? Không, anh hút hạt đỗ này nó bình thường. Anh hút hạt đỗ này nó bình thường. Anh Hiếu mặc bộ vest đi chú rể anh. Anh mua lâu rồi, Luca. Anh mua lâu rồi, 3 năm rồi. Anh Hiếu nhập kính về bán đi. Ok, anh cảm ơn em. 3 năm rồi. Đẹp bình thường. Anh ít mặc thôi. Anh ít mặc thôi. Mỹ anh mặc để anh livestream anh bán hàng ở bên phở bò. Thì đang like ở bên phở bò thì anh thoát ra anh like TikTok ấy. Có ai like phụ anh không hay một mình anh like? Có một mình anh thôi, không anh nào bán thay được. Không ai bán thay được. Trước ấy, cho mấy đứa em ấy toàn hot girl với lại DJ với lại ca sĩ nên ấy ngồi toàn người ta ngắm thôi chứ người ta không mua gì đâu. Mua mà cứ bán hàng cứ uy tín chất lượng là người ta tự tìm đến anh ạ. Không gì bằng từ con người người ta dùng rồi người ta quảng cáo sản phẩm cho mình. Đúng rồi. Cho mấy đứa em, mấy đứa cháu đấy xinh gái ăn mặc sexy nên ngồi người ta toàn xem thôi, chả mua gì cả. À. Khi mình bán hàng là tập trung bán hàng, khi mình bán hàng mà mình chỉ cần đan xen một cái câu chuyện là bắt đầu vào đâm kích rồi cũng không bao giờ mình cuốn theo câu chuyện đó. Thế hôm cái đứa em xinh lắm, nó cao 1m7. Nó sinh năm 98, cao 1m7. Ăn mặc sexy thật đẹp, cho ngồi lên để phụ ngồi bên cạnh. Thế là đến lúc bắt đầu mình mới giả vờ mình ra hút đứa thuốc nào. Cứ chú Hiếu ơi, chú Hiếu vào đi. Kiểu ngại mà cứ chú Hiếu vào đi, cháu chả biết nói gì, cháu không biết bán gì mà chả thấy ai mua gì. Chào Đông Cang. Đông, hiểu không? Ai cũng có thể xem được. Cái còn cái phở bò thì nó có cái sự hạn chế với bạn bè, ví dụ anh có quen thì anh mới kết bạn thì người ta mới xem được. Đúng rồi. Còn cái này là như kiểu nên là mình cũng không tránh khỏi những cái mà những cái người vào người ta bình luận tiêu cực rồi này kia. Đúng rồi. Nhưng cái TikTok này nó rất là phức tạp. Nó không như là cái phở bò. Cái phở bò thì chiếm khoảng độ tầm 80%. Không, nó bình luận tiêu cực, nó bị khóa anh ạ. Kể cả comment hoặc là nó bị khóa. Giống như kiểu anh đặt hàng mà chỉ cần cái đơn hàng của anh nó chỉ cho đặt 3 đơn hơn, anh phải lấy rồi nó mới cho đặt tiếp chứ không phải là thích đặt thì hủy nữa. Nó liền, nó quét liền. Bình luận nó là nó cũng sập của nó liền. Nó vi phạm. Không phải là thích nói gì thì nói đâu. Đang like ở bên phở bò ấy chuyển sang. Nhiều cái nó ghét mình, nó vào nó giả bình luận tiêu cực để cho mình chửi nó là mình bị sập đấy. Đừng có cái cứ bình luận tiêu cực là anh chặn hết. Không cần đâu. Mình chỉ cần đọc bậy chửi là nó nợ của mình, nó quét của mình. Cứ thấy tiêu cực là anh cài đặt nó tự xóa hết, chặn hết. Ai lịch sự thì mình để, còn bố lao ăn cắp thì chặn. Thế thôi cho nó nhanh. Đang nay ở bên phở bò ấy chuyển sang live TikTok nó khác nhau hẳn, một trời một vực. Đúng một trời một vực luôn. Không phải vui hơn nhá. Vậy nay ở bên TikTok ấy, nó có cái dở như này này, mình nói cái câu gì mà nó bị quá một tí ấy, là nó khóa. Đấy. Em mới nói là những cái mà nó bình luận tiêu cực là không có đọc, chặn. Mình nỡ theo là thành câu chuyện mình đi theo. Ok Nhâm Nga, ok. Nhưng mà bên phở bò kia nói chuyện thoải mái, nói chuyện vô tư. Bên này cũng vậy, nên kể cả anh mà mặc áo hở hay áo dây cũng nó quét liền, vì con gái hở hàng quá nó cũng. Hoặc là nói năm sinh, hoặc là số nữa là nó cũng. Hoặc là đọc số điện thoại, bây giờ mình mới đọc số điện thoại. Ăn cơm nó khó nuốt hơn, chứ ăn phở nghẹn lắm.
Mình bị sập mất một cái like đấy cả nhà yêu ạ. Một quả like view cao lắm. Có cuốn theo những cái cấy nào mà anh cứ bỏ qua đi, coi như không thấy, anh cứ nghe. Còn không, nếu mà như cụ anh thì nói chuyện giờ thật, ai bình luận gì anh cũng xem để trả lời đừng. Kể cả hỏi như cậu nói cái chuyện tiền nong ở trên này nó cũng vậy đâu. Nó khó lắm cái này. Mình lại nó bóp tương tác. Nó bóp tương tác, kể cả nó lên view nó chứ. Khi nào kể cả anh hút thuốc hoặc anh cày trần cũng vậy. Hoặc là anh uống bia nó cũng vậy. Nhiều hôm đường like ở nhà mình ấy, các em nó nên hát đông lắm. Là bữa đó em thấy anh tạo nhóm mấy người nó tạo nhóm anh trong. Mà toàn thấy anh ngủ muộn. Mọi người hát đến tận 2-3 giờ đêm ấy. Hát vui lắm. Toàn những người lớn tuổi. Có cả mấy bạn nữ ấy ở trong gì Hà Tĩnh. Trong Hà Tĩnh, trong Nghệ An. Các bạn ấy hát nhạc đỏ hay lắm. Chào quần áo siêu xinh nhá. Chào cả nhà nhá. Có hai bạn, một bạn ở Hà Tĩnh với một bạn ở Nghệ An, hát hay lắm, toàn hát nhạc đỏ. Anh chào Cảnh Đen. Chú hôm nào cũng đẹp trai, chú vừa bán hàng xong mà Đông Ca. Anh may á, anh đặt ở trên ấy, anh đặt ở trên Quán Thánh. Đẹp rồi. Màu trắng nó cũng trẻ. Anh đặt ở trên Quán Thánh. Quán Thánh, quán sứ Quán Thánh đấy. Chào chú yêu. Quên cháu chưa? Ok Long 9929. Lúc nào em cũng thấy anh trai của em lúc nào cũng đẹp trai. Thế mà tối toàn ngủ mình. Dạo này chưa yêu ai anh? Quen ai chưa? Hả? Dạo này quen ai chưa? Tối nào ngủ mình đây. Chưa quen ai à? Đang định yêu cái con bé sinh năm 2001. Đang định yêu. Sinh năm 2001. Cao 1m7. Trắng xinh lắm. Ở đâu, quê ở đâu anh? Quê ở Tuyên Quang. Gái Tuyên Quang ấy sinh rồi. Sinh năm 2001, gái chưa chồng nhá. Đấy, cao, ráo, trắng, xinh. Em nó có thích anh không? Đấy. Em nó đã thích chưa? Thì nó đang tán anh mà, nhưng mà chưa đổ. Đang tán anh mà. Đấy. Nhưng mà chưa đổ. Thôi thì đổ đẹp là được, anh thấy ok. Nói chung là mình cứ lấy cái đạo đức con người, hiểu không? Hình thức thì ai cũng thích, nhưng mà phẩm chất với cái đạo đức là nó quan trọng. Riêng mùa hè mà nó mặc cái váy mà kiểu váy co giãn, váy bó đấy thì thôi rồi ôi. Mẹ ơi, các thanh niên mà nhìn thấy nó không vượt đèn đỏ nó mới là chuyện lạ, nhiều ông bị phạt oan. Sinh năm 2001, cao 1m7, trắng lắm, nhìn đẹp, chưa chồng. Ê, mà anh bảo tán anh mà chưa đổ. Nó tán anh chưa đổ mà. Em chào anh, ok, chào lâu nha. Chào cả nhà. Các bạn nó trẻ quá. Trẻ, trẻ, con gái lấy về sau để nó lấy thành ông già trước tuổi. Mà so với anh thì lo gì, anh hiểu trẻ mà. Bây giờ mà lấy nó về đi chơi rồi các thứ ấy, người ta bảo ui, hai bố con đi đâu đấy. Hai bố con đi đâu đấy. Rất là nguy hiểm. Ôi, anh Hiếu like nha, hôm khác em lên anh em nói chuyện, anh Hiếu nhá. Em chào mọi người, chào anh Hiếu nhá. Ừ, em...